Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần của SPTN. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta chờ đợi là Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái tranh cử. Và sáng ngày hôm nay, ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã tung ra cái video clip quảng cáo cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Thì giữa những lúc những người mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump vô cùng vui, vô cùng gọi là hào hứng trước những gì sẽ diễn ra trong những thời giờ sắp tới, thì ngay từ tối hôm qua cũng có hàng triệu người đang sống ở đại Hoa Kỳ này bắt đầu lo lắng chuyện gì xảy ra. Thưa anh Đỗ Dũng. Thưa quý vị, có chuyện xảy ra là tối ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump tweet ra hai cái tweet. Ông cho biết là trong tuần tới, cảnh sát di trú sẽ trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp đang sống tại Hoa Kỳ. Cái tweet thứ hai, ông cho biết là những người này sẽ bị trục xuất nhanh chóng như khi họ vào. Đó là hai cái tweet của Tổng thống Donald Trump đưa ra tối ngày hôm qua. Một ngày trước khi ông chỉ khoảng là chưa đầy một ngày trước khi ông tuyên bố tranh cử tại thành phố Orlando ở tiểu bang Florida. Thì theo hãng AP cho biết là một giới chức chính quyền có cho biết là đây là cái số cái cố gắng nhắm vào hơn 1 triệu người. Hơn 1 triệu người đã có lệnh trục xuất của tòa án di trú ở tại Mỹ nhưng mà vẫn còn sống và là rải rác nơi đó ở tại khắp Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà thông báo của bên qua hai tiếp tổng thống Trump và một giới chức giấu tên xác định như vậy. Có điều là người ta hơi thắc mắc là thường thường trước khi mở một cuộc bố ráp như thế này thì thường người ta không bao giờ thông báo, còn cái này lại thông báo trước khi bố ráp, cũng như là bảo coi chạy đi để đó là cái mà người ta thấy là lạ, thì chỉ biết như vậy thôi. Thì Tổng thống Trump có nói là các lực lượng ISIS sẽ đi bố ráp. Đây là cái chiến dịch mà cái phương cách tiến hành trục xuất một cách mạnh mẽ. Thì các giới chức chính quyền trong tòa ốc nói rằng là có thể đây là một cảnh báo rất có hiệu quả. Và cũng như là gửi một thông điệp ra cho những cái người mà sắp sửa vào Mỹ bất hợp pháp là đừng có vào vô ích, vào chúng tôi cũng bắt, chúng tôi trục xuất vậy thôi. Đó. Thì cái này nó xảy ra vào cái lúc mà, thưa quý vị, đang có một cái chiến dịch của bên Mexico gửi binh sĩ ra biên giới với lại Guatemala để mà chặn đứng cái làn sóng di dân từ Trung Mỹ đi vào. Nhưng ngày hôm qua chúng tôi đưa tin quý vị, ở cái tiểu bang Veracruz họ bắt được gần 800 người trên 4 xe truck. Đó. Thì đó là cái hai cái nó xảy ra cùng một lúc và cùng với cái chuyện mà ông chuẩn bị tối ngày hôm nay ông tuyên bố tranh cử. Thì chúng ta cũng biết là Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua là một trong những cái đặc điểm của ông là ông đưa ra chính sách rất mạnh bạo về vấn đề di trú, và đó là cái điểm mà chính của ông khi ông ra tranh cử năm 2016. Thì các nhà phân tích họ mới nhìn qua cái này, họ mới nghĩ rằng là chắc chắn ông sẽ trở lại với cái đề tài này trong cái cuộc tái vận động tối ngày hôm nay. Ông sẽ tập trung vào cái vấn đề này nhiều nữa đó, để mà ông có thể hy vọng tái đắc cử năm 2020 rồi sau đó ông thực hiện những chính sách của ông. Còn sau đó có thực hiện hay không chúng ta phải chờ xem, nhưng mà có vẻ như đây là một cái đề tài rất là ăn khách và thành công của ông trong thời gian qua. Chúng ta biết khi mà ông lên, ông ký một loạt sắc lệnh, chẳng hạn như là cấm 6 quốc gia Hồi giáo có di dân không được vào Mỹ và kiện cáo ra tòa, thì cuối cùng ông thắng trên tối cao pháp viện. Nhưng mà một số cái trường hợp khác, chẳng hạn như là xây tường ở biên giới thì ông đang bị trở ngại. Rồi hay là cái chuyện là những di dân bất hợp pháp mà vào Mỹ á, thì là không được xin quy chế tị nạn, thì là ông bị tòa bác cái chuyện đó. Đó. Rồi ông lại ép ông Mexico cái chuyện là phải ngăn chặn làn sóng người bất hợp pháp vào, thì ông đã thành công ít nhất là trước mắt sau khi Mexico hứa là sẽ làm chuyện này và ông đã bỏ cái hăm dọa tăng thuế hôm thứ hai vừa rồi. Thì đây là những cái mà người ta gọi là cái signature, cái gọi là cái điểm quan trọng, gọi là cái gì, dấu ấn của ông đó, thành ra ông trở lại với cái chuyện này tối ngày hôm qua. Thưa ông, vâng, thưa quý vị, tối nay chúng ta sẽ chờ đợi xem Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong một cái cuộc vận động tranh cử để mà tuyên bố là tái tranh cử năm 2020. Thì anh nghĩ chuyện này có liên quan không?
Chắc chắn có liên quan, mà như tôi nói vừa rồi đó là chắc chắn là ông sẽ trở lại với lại cái đề tài này. Bởi vì đây là cái đề tài mà ông có vẻ là thành công nhất đối với những cái người mà ủng hộ cốt cán của ông ở Mỹ, họ B-Group đó, tức là những người mà ủng hộ ông ngay từ ngày đầu đó. Lý do họ ủng hộ ông là bởi vì ông có chính sách di trú cứng rắn, và họ sẽ tiếp tục bảo vệ ông, ủng hộ ông nếu ông tiếp tục cho thấy rằng là ông làm cái chuyện này, dù thành công không thành công mà quyết tâm làm tiếp đó. Ví dụ cái người mà coi ông là thành công thì chắc chắn là họ sẽ tiếp tục bầu cho ông. Cái người mà coi ông là chưa thành công nhưng mà đang trên đường thành công, họ sẽ tiếp tục bầu nữa, để họ hy vọng là 4 năm tới ông sẽ thành công trong chuyện này đó. Thì có một cái điểm nữa là ví dụ như là một trong bản tin AP cho biết là một giới chức cao cấp của Mexico nói rằng là cách đây 3 tuần đó, thì mỗi ngày có khoảng 4.200 người vượt biên giới Mexico đi vào Mỹ. Thì bây giờ con số này giảm xuống còn 2.600. Đó là họ bên Mexico họ đưa ra con số này, cho thấy rằng là họ cũng một phần nào cố gắng để ngăn cản cái làn sóng này theo cái ý của ông Trump. Bởi vì hôm nọ khi mà ông Trump là sẽ đánh thuế đó, thành ra bây giờ là họ hứa như vậy. Còn cái chuyện thì được hay không chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng mà như tôi nói đó, khi đi vào cái đề tài này thì cái buổi mà tuyên bố tái tranh cử tối nay của ông sẽ rất thành công và sẽ rất được nhiều người chú ý. Tôi nói anh nghe, cái trung tâm Amway nó có 20.000 chỗ thôi mà ngày hôm qua tôi nghe ban tổ chức nói là ông Trump muốn tuyết ra ông bảo tới 74.000 người đã vô đó. Mà có người ta đã cắm trại ở đó trước cả gần 2 ngày trời, họ chờ để tối nay họ vào. Và chắc chắn tối nay cái chương trình của ông sẽ được cái là truyền hình rộng khắp, và khi ông tuyết cái này ra đó, người ta sẽ chú ý nhiều hơn. Đây là một cách quý vị nên nhớ, ông Trump cũng là một dân làm truyền hình, ông rất giỏi với cái chuyện này, là một cái tuyết này cũng một hình thức quảng cáo cho cái trận tối nay đó, một trận gọi là thư hùng ở trên truyền thông, và sẽ có rất nhiều người chú ý. Nhưng mà cái này cũng bị phản ứng từ một vị dân cử rất là non trẻ của Hạ viện Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay bà này nói câu nặng quá. Đó là bà Alexandria Ocasio-Cortez, chắc quý vị biết, nổi tiếng người ta thường hay gọi tắt là AOC của tiểu bang New York. Thì sáng nay bà Cortez là lần đầu tiên vào Quốc hội đã tuyên bố là cái hành động của ông Trump không khác gì phát xít, để nguyên văn mà nói nhé. Cho thấy rằng những gì đang xảy ra ở tại nước Mỹ không khác gì cái thời kỳ phát xít Đức. Bà nói như thế này: Hoa Kỳ đang gọi là quản trị các cái những cái trại mà giam cái người mà di dân bất hợp pháp đó ở miền Nam nước Mỹ đó, hiện nay đó là chính xác giống như các trại tập trung của Đức Quốc xã. Cái thời mà đệ nhị thế chiến, là bà nói như thế. Nếu đó không có làm cho quý vị khó chịu thì tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là đây là cái điều mà đáng nói về vấn đề nhân đạo. Và phải nói rằng đừng bao giờ nói rằng nó có nghĩa khác. Ý bà muốn nói là gì? Bà chỉ trích rằng những cái trại mà giam những cái người mà ở dọc biên giới bây giờ đó không khác gì là tập trung của Đức Quốc xã. Thì trong thời gian qua thì bắt đầu khi mà làn sóng người mà đi vào quá đông như vậy đó, thì rõ ràng Mỹ cũng không chịu nổi, thưa quý vị. Anh đâu có thể tưởng tượng mà người ta bảo là có tháng cả 100.000 người vào đó, anh tính cái trung bình như hôm trước Mexico bảo một ngày 4.200 người, anh tính quý vị tính một tháng 30 ngày là bao nhiêu, 3 lần 4 12 đâu, sắp chỉ 120.000 người đi vào một tháng. Ông Mỹ chịu không nổi thì đương nhiên những cái trại đó là giữ chịu không nổi thì chắc thế nào cũng có thiếu ăn này, thiếu mặc mà thiếu chăn thiếu mền này kia vân vân vân, điều đó là không thể tránh được. Thành ra bà dân biểu bà dựa trên đó bà nói là sự kiện là các cái trại tập trung này bây giờ đã được nghĩa là chính thức hóa và rất là gây rất là nhiều cái phiền toái, và chúng ta cần phải làm cái gì đó về cái chuyện này. Thì chúng ta biết là bà AOC, bà này là nổi tiếng là nói chuyện với ông Trump là coi như nước với lửa. Khi bà vừa mới đắc cử vô là hay là chưa đắc cử là bà đã tuyên bố nhiều cái rồi, bà còn vô là cái gì New Green Deal gì đó, đó môi trường đó, vì ông Trump chỉ ô cái đó xã hội chủ nghĩa đại khái như thế. Thì cái chuyện mà khi ông Trump tuyên bố là sẽ trục xuất hàng triệu người ra, bây giờ bà này phản ứng thì cái đó cũng tự nhiên thôi. Chém gió dữ dội quá, Lộc, chủ này chém dữ quá. Và trong chuyện này chúng ta, đó là những điều chúng ta chờ đợi trong cái cuộc tranh cử năm nay. Chúng ta thấy là có một cái sự gọi là xã hội Hoa Kỳ có một sự gọi là chia rẽ vô cùng trầm trọng, và đương nhiên là các bên đứng giữa hai thái cực. Vâng. Là thưa quý vị, là cái sự mà đụng độ nhau nó vô cùng mạnh, thì đó là cái chuyện chúng ta chờ đợi. Và trong thời gian tới chắc chắn chúng ta phải sẽ có một cái từ chúng tôi gọi là có good show về chính trị trong cái cuộc tranh cử sắp tới. Nhưng mà xác qua một cái câu chuyện để vào chính trị
thì người ta được cái gì ngoài cái chuyện đã được quyền chém gió và quyền thực hành những cái điều gì mà mình tuyên bố. Nhưng mà đằng sau lưng những cái chuyện hành động chính trị, nó có nhiều cái điều mà ít khi chúng ta nói tới, hoặc là chúng ta biết chúng ta không nói. Bởi vì thưa quý vị, có một cái chân lý trong cuộc đời mà trên chương trình này chúng tôi hay, anh em chúng tôi cũng hay nhắc đến cái chân lý đó. Và trong bất kỳ cái khía cạnh nào nó của cuộc sống đều thể hiện cái chân lý này. Nhưng trong thế giới chính trị nó lại thể hiện một cách rõ ràng nhất. Câu chuyện gì sắp tới? Xin quý vị tiếp tục dưới băng tần của SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.